Xin chào các bạn, trên tay của mình đây là một chiếc ác quy và khi ác quy hết điện thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có một cái thiết bị để sạc điện cho nó. Các bạn có thể tận dụng một cái biến áp cùng một con diode để chúng ta chế ra một cái bộ sạc đơn giản để sạc cho quy. Tuy nhiên với cái bộ sạc đơn sơ này thì cái khả năng ác quy hỏng là rất cao bởi vì nó không có tính năng tự ngắt dẫn đến ác quy có thể là nhanh phù, nhanh hỏng hoặc là cháy nổ. Nếu các bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể là mua thêm một cái bộ sạc chuyên dụng cái bộ sạc này thì sạc được với dòng lớn và có khả năng tự ngắt khi mà ắc quy đầy dẫn đến ắc quy nó sẽ bền hơn. Nhưng đổi lại giá thành thì tương đối đắt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tận dụng một cái thiết bị. Đây là một cái thiết bị trên xe máy để chúng ta biến thành một cái bộ sạc giống như cái bộ sạc zin như này có khả năng tự ngắt để bảo vệ bình ắc quy và chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Rồi đây là một cái cục sạc trên xe máy Xe Honda hay xe Yamaha thì nó đều có một cái cục sạc này Mục đích của nó là để nó sạc cho cái bình ắc quy của chúng ta Thì cục sạc thì nó có nhiều loại Nó có thể dài ngắn Thế nhưng mà hầu hết các cái loại nó đều có cái bốn chân như này Và cái chân cũng như là tính năng của nó tương tự như nhau các bạn nhé Cái cục sạc này là mình lấy trong cái xe Way S110 ra cái cục sạc này bạn có thể mua trên thị trường nó rất sẵn có các bạn nhé cái loại mới mà cái loại thường ấy thì nó cũng chỉ có vài chục ngàn thôi trên dưới năm chục ngàn thôi còn nếu như một cái loại xịn xeo xe ấy, thì nó có thể một vài trăm ngàn nhưng đổi lại về cái chất lượng của nó thì cực kỳ ngon cực kỳ lành nha các bạn nhé các bạn đi xe máy các bạn đi hàng chục năm trời thì các bạn thấy rằng là với cái cục sạc ở trên xe máy này tại sao các quy của chúng ta có thể là hoạt động đến 2 đến 3 năm mới phải thay thì các bạn thấy là cái chất lượng của cái cục sạc này nó cực kỳ tốt đối với bình ắc quy. Thì để biến cái cục sạc này thành một cái bộ sạc ắc quy chuyên dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cần một cái biến áp. Đối với biến áp thì các bạn sẽ phải cần một cái biến áp điện áp nó từ 15 cho tới 30V các bạn nhé. Bởi vì ắc quy của chúng ta điện áp là 12V thì chúng ta cần phải cái điện áp đầu vào là phải lớn hơn thì nó mới đủ sạc no cho các quy này từ 15 cho tới 30V các bạn nhé Bởi vì cái mâm lửa của xe máy ấy, khi mà ga lên ấy, thì nó cũng có thể lên tới 30V Mà ga mạnh nhất nó có thể lên tới 50V Nên là cái cục sạc này các bạn yên tâm là nó sẽ không bị sao đâu Rồi về cách đấu dây thì các bạn sẽ đấu như sau nhá Các bạn nhìn thấy này các cái chân của nó thì mình sẽ để theo cái chiều như này Ở trên nó có một cái gồ lên như này Đó Thì ở đây mình sẽ vẽ một cái sơ đồ đây các bạn nhìn thấy chưa Ở trên đây mình để đúng theo cái chiều như này nhá Đấy Đấy, chân ở trên nó gồ lên thì các bạn sẽ đấu như sau cái chân hai cái chân ở phía dưới như này thì các bạn sẽ đấu vào hai cái đầu của biến áp các bạn nhé hai cái đầu của biến áp và cái đầu ra của biến áp là điện áp nó sẽ khoảng từ 15 tới 30 v còn cái chân ở bên trên bên tay trái thì sẽ đấu ra cực dương của ác quy một chân ở bên tay phải phía dưới mình sẽ tận dụng làm cái chân âm của ác quy còn cái chân ở phía bên phải này phía trên này tức là cái chân này thì các bạn sẽ bỏ đi nhé chúng ta sẽ không dùng cái chân này rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đấu cho các bạn xem nếu như bạn nào mà có rắc cắm sẵn rồi thì chúng ta chỉ cắm vào và chúng ta sẽ lấy dây ra còn trường hợp mà không có thì một các bạn sẽ lấy mỏ hàn các bạn sẽ hàn chân này ra hoặc các bạn sẽ lấy các cái rắc cắm kiểu như này đây mình có chế các cái rắc như này các bạn chỉ cần cắm nó vào thôi là dây nó ra rất chi là tiện dụng luôn rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nhá một cái dây của biến áp đấy đây cái chân này chân số 0 này thì mình sẽ đấu vào cái chân bên tay phải và mình sẽ tận dụng cái chân số 0 này Chính là cái chân âm Rồi mình sẽ đấu vào chân bên tay phải ở phía dưới Ok chúng ta đã cắm vào rồi Cái chân điện áp đầu ra của biến áp Là mình sẽ lấy ở cái mức 18V nhé Các bạn có thể 15, 18 hoặc 24 được Mình sẽ lấy ở cái mức 18V Mình sẽ cắm vào cái chân ở phía dưới bên tay trái Ok, như vậy là điện áp xoay chiều 18V đã được cấp vào con IC sạc này rồi một cái chân ở bên tay trái bên trên thì mình sẽ cấp ra bình ác quy mình sẽ dùng cái dây màu đỏ này mình sẽ lấy đây chân này là ra quy các bạn nha rồi các bạn nhìn thấy là đã đấu xong và cái chân ở phía trên bên tay phải là mình sẽ bỏ đi không dùng để chống như vậy và các bạn lưu ý với mình một chút nữa này là bởi vì cái bộ sạc này khi mà nó sạc ấy, thì nó tỏa nhiệt ra rất nhiều chính vì thế nên nó gắn vào cái khung sắt của xe ấy, thì các bạn cũng sẽ kiếm một cái tản nhiệt nhôm đây, mình sẽ gắn nó vào để nó tản nhiệt. Khi nó hoạt động thì cái bộ sạc này là khá nóng các bạn nhé. Nên là các bạn nên gắn tản nhiệt vào thì nó sẽ bền và tốt hơn. Dây dương ra, đấu vào ác quy đây. Dây dương ra, đây, đấu vào dây đấu vào đầu dương của quy. Ok, xong nha. Dây âm thì mình sẽ tận dụng cái chân bên phía dưới, bên tay phải này. Chính là cái chân không vôn của cái máy Việt Nam này. Chúng ta sẽ đấu vào âm của quy. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào đã Đầu tiên mình sẽ cắm điện vào đã Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo điện áp Đây là điện áp của biến áp ra Mình sẽ đo xem là bao nhiêu vôn Điện áp của biến áp ra thì nó là cái điện xoay chiều rồi Các bạn nhìn thấy là nó đang ở cái mức 20V Bây giờ mình sẽ đo cái đầu ra sau khi qua cái bộ sạc này Xem là điện áp bao nhiêu các bạn nhìn thấy là điện áp một chiều 19V. Và bây giờ mình sẽ đo cái điện áp của quy Bây giờ xem nó đang bao nhiêu vôn Rồi quy này đang là 11 v Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào quy để chúng ta sẽ sạc Rồi Mình sẽ đo điện áp vào hai đầu quy luôn Đây điện áp vào hai đầu quy là 11 v Bây giờ mình sẽ cắm cái dây âm vào để sạc các bạn nhé Ok Các bạn nhìn thấy chưa Điện áp bắt đầu tăng lên này. Đấy, bắt đầu tăng lên đang sạc cho cái cái quy này đấy. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái kìm ampe Chúng ta sẽ đo cái dòng sạc của cái bộ sạc này xem là nó bao nhiêu nhé Bây giờ mình sẽ kẹp vào cái dây dương này chúng ta đo này Wow Các bạn nhìn thấy không Cái dòng sạc của nó đang sạc với cái dòng là 6 ampe Wow phải nói là cái dòng sạc khá lớn luôn này các bạn nhìn thấy chưa 6 ampere nhé Đấy các bạn thấy chưa điện áp bắt đầu đang tăng lên để sạc cho các quy này đó sạc với dòng khá lớn luôn tất nhiên là tùy từng cái con IC này nó sẽ cho ra các dòng khác khác nhau nhưng nếu mà là IC chuẩn IC xịn ấy thì các bạn yên tâm được rằng là cái dòng sạc lúc đầu ấy, thì nó sẽ lớn nhưng khi mà ắc quy gần gần đầy rồi thì bắt đầu nó sẽ tự động giảm dòng sạc đi các bạn nhé nó sẽ tự động giảm dòng sạc đi bởi vì ắc quy này nó mới đang hết điện đó nên là cái dòng sạc nó sẽ xả ra lớn và với một cái IC chuẩn xịn thì khi mà nó đủ cái điện áp ở cái ngưỡng khoảng 15 cho tới 16V. Đó, 15 đến 16V là nó sẽ tự động ngắt dòng sạc, nó không sạc vào cái quy này nữa. Đó, dẫn đến là quy nó sẽ bền, nó không bị phù. Đây các bạn có thể thấy là sạc được một lúc rồi. Thì nó lên được 13V này các bạn này. Các bạn nhìn thấy này cái dòng sạc của nó lúc đầu là 6A thì bây giờ nó giảm xuống còn khoảng 4,6 4,7A này 4,6A này đó thì uh, sau một thời gian thì điện áp nó tăng thì cái dòng sạc nó sẽ giảm dần giảm dần đi thì các bạn thấy là cái bộ sạc của xe máy này nó hiệu quả như thế nào rồi đúng không ạ nếu như bạn nào không có cái củ sạc cũ thì các bạn có thể đặt mua theo cái link mà mình để ở trong cái phần mô tả video các bạn nhé tùy từng loại tùy từng chất lượng mà giá thành nó khác nhau như cái loại rẻ tiền như này của mình nó chỉ có khoảng 50.000 thôi các bạn mà muốn dùng lâu dùng bền thì các bạn nên mua cái loại nó xịn xịn một tí thì dùng nó ok hơn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cái là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn